triên chiêu xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe truyện trên kênh người kể chuyện ma. thưa quý vị thân mến trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho đình tùng voice, triển chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả thúy diễm có tựa đề Lòng dạ người đàn bà lăng loàn. thưa quý vị quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho chúng tôi và quý vị nào thích nghe truyện audio chúng ta hãy nhớ truy cập vào nghe audio.net và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Truyền Chiêu. Một vùng quê nhỏ, sau lưng là núi, trước mặt là đồng ruộng với những cánh cỏ bay là là về phía tây. Quê tôi nghèo lắm, đường xá khó đi mà đất đai cũng không rộng bao lớp người rời xa quê hương cầu thực bố mẹ tôi cũng thế từ nhỏ tôi đã sống cùng ông bà nội gia đình tôi chỉ đầy đủ mỗi độ tết đến xuân về bố mẹ tôi nà quà nào bánh từ bến xe về nhà đón tết nhà tôi không ra riêng vì bố tôi là con một ông bà sinh bố tôi khi tuổi đã lớn cái thời ấy Ai cũng lập gia đình sinh con đẻ cái sớm lắm, như ông bà tôi gọi là muộn màng rồi. Tôi thường nghe bà kể chuyện khi ông bà còn trẻ, khi đó mới biết sao ông bà tới với nhau muộn như thế. Ông tôi hồi đó là bộ đội đóng quân nơi biên giới, gặp rồi quen bà tôi là người nơi đó. Bà tôi là con lai, mẹ bà là người ở phía bên kia biên giới trốn sang đầy gả chồng cũng vì thế mà khi ông nội tôi về thưa chuyện xin các cụ lên hỏi cưới bà thì các cụ phản đối gay gắt lắm các cụ cũng không cho ông tôi qua lại nơi đó nữa giải ngũ sớm rồi ở nhà theo đồng ruộng ông bà nội tôi cũng vì thế mà chia cắt một thời gian dài nhưng đã là cái duyên cái phận thì cách trở tới mấy cũng về với nhau ông tôi dù không lên tìm bà nhưng cũng ở vậy mà không chịu cưới vợ. Tới khi các cụ nhà tôi đều đi cả rồi thì ông lên tìm bà. Trong trái tim ấm nóng của ông vẫn in hằn hình bóng người con gái mặc váy thổ cẩm đeo gùi năm xưa. Bà tôi cũng thế, bà đợi ông mười mấy năm ròng rã không chịu gả đi, còn trốn đám cưới bố mẹ sắp xếp cho. Từ đó bà bị dân làng ghẻ lạnh rồi đánh đuổi. Họ bảo là gái chưa chồng đã theo dai, nay bị người ta bỏ, ấy thế mà bà vẫn một lòng với ông trốn trong rừng rậm cả tháng trời tưởng không sống nổi thì được một người đàn bà cứu về rồi cưu mang cho tới khi ông tôi tìm đến bà tôi nói người đàn bà ấy là mụ mo rừng là cha là mẹ là thầy của bà hai người gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi tâm sự giang dở bao nhiêu năm đều nói rõ ràng dưới ánh trăng rừng ông tôi gửi lễ cho mụ mo rừng xin được cưới bà tôi về xuôi. Lúc đó ông cũng muốn đón mụ mo về phụng dưỡng chăm sóc bởi bà ấy già lắm rồi. Nhưng khi đó bà ấy nói: giả sinh là của rừng, chết cũng là của rừng. giả mà đi thì ai canh giữ nơi này đây? Bà tôi bảo ông nội không cần làm như thế. Hai người tạm biệt mụ mo rừng rồi về xuôi mỗi năm họ đều lên đó tìm mụ mo nhưng đều không thấy tung tích nhà cửa thì vẫn còn đó đấy nhưng người thì không thấy đâu nữa ông nội nghĩ bà ấy đã mất rồi nhưng bà tôi đinh ninh mụ mo còn sống chỉ là bà ấy không muốn gặp ai cả mà thôi lúc đó tôi tò mò hỏi bà nội mụ mo rừng là ai thế bà bà tôi kể tôi nghe về người đàn bà đáng thương ấy trong đêm khuya tĩnh mịch có tiếng dễ kêu ngoài đồng cỏ bà tôi dù rỉ kể lại chuyện xưa mụ mò rừng là người không chồng mà chửa rồi sinh con giữa núi rừng đứa trẻ mới sinh còn mang mùi máu nên bị quỷ đuối bắt đi bà ấy điên điên dại dại rồi được thần linh che chở mà sống sót bà ấy ở lại để canh giữ rừng già và bản làng trở thành một bề tôi trung thành của thần linh câu chuyện ấy đã trở thành ký ức khó quên trong tôi. Cũng từ đó tôi biết được thế giới này thực kỳ bí. Bà tôi nói mụ mo biết nhiều lắm, bà ấy biết bùa chú tà ngải và cả cách đánh đuổi ma quỷ. Năm đó bà nội được cứu và truyền dạy cho những điều ấy. Tôi kinh ngạc hỏi bà. Vậy bà là thầy bói à? Bà tôi bảo ừ, tôi vỗ lẽ ra. Vì sao có nhiều người lạ mặt thường xuyên tới nhà tôi như thế, mà toàn là tìm bà tôi thôi. Khi đó tôi ham chơi chạy nhảy khắp làng khắp xóm nên không để ý gì. Giờ mới biết họ là tới coi bói xin bùa này nọ. Bà tôi coi bói có nhiều quy tắc lắm, bà không coi bói vào ngày rằm, ngày lẻ, một ngày bà cũng chỉ coi cho từ 10 người trở xuống. Ai nhờ bà làm bùa ngại, hại người hay là bùa yêu thì đều bị bà từ chối đuổi về cả. Bà nói đó là quy tắc của người bảo vệ. Tôi hiếu kỳ hỏi. Là giống mụ mo rừng đó à? Bà tôi nói phải. Tôi lại hỏi bà. Vậy bà đang bảo vệ chúng ta đúng không bà? Bà tôi chỉ cười mà không đáp. Tôi lập tức quấn lấy bà hỏi chuyện. Thế sao bà biết mụ mo còn sống à? Bà tôi nhìn ra ngoài cửa như chìm vào hồi ức giọng bà dịu dàng đều đều kể chuyện đó là sỏi dây liên kết từ thần linh bà là người kế tục của mụ mo rừng khi một mụ mo về với thần linh thì người kế tục sẽ cảm nhận được vậy nên bà biết bà ấy vẫn còn sống tôi nhanh nhỏ hỏi bà người kế tục là sao bà bà tôi mỉm cười giải đáp cho tôi là người giống như trong phim đánh nhau con xem đó, đệ tử chuyển nối đó. Từ khi bà được bà ấy dắt về, bà đã được công nhận là người kế tục rồi. Cái đầu nho nhỏ khi đó của tôi không hiểu được nhiều, nhưng tôi biết bà và cả mụ mo rừng rất vĩ đại, rất lớn lao. Họ bảo vệ cho rất nhiều người, cũng từ đó tôi hứng thú hơn với những gì bà tôi làm Căn nhà cấp 4 tường vôi ngói đỏ bạc màu theo thời gian của ông bà nội luôn kẻ ra người vào. Từ khi biết chuyện của bà, tôi cũng thường vào lúc bà xem bói mà lẻn vào nghe mọi người nói chuyện. Bà tôi dùng một gian nhà nhỏ ở hướng đông để làm khu vực thờ cúng và xem bói. Từ cổng nhà đi vào, rẽ về tay trái là gian phòng ấy. Trong nhà kê một cái tủ gỗ to nặng làm bàn thờ và một cái phản gỗ trải chiếu cói kê ở giữa nhà. Ngoài hiên còn đặt cái chõng tre. Bà tôi xếp bày cơi trầu và ấm nước chè trên phản gỗ để trò chuyện. Cái chõng tre bên ngoài là cho người đến sau ngồi chờ. Mỗi lần bà xem bói tôi đều sẽ chạy vào leo lên phản gỗ ngồi kề bên bà nghe chuyện. Bà sẽ dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ của tôi từ những hứng thú ban đầu mà tôi đã nghe được những câu chuyện tâm linh huyền bí có sợ hãi có phẫn nộ và cả xúc động lẫn thương cảm bà nói tôi giống bà tôi không hề sợ hãi Mà một buổi trưa hè hôm nọ lúc đi học về tôi thấy một chiếc ô tô màu trắng đậu trước cổng nhà mình bên hông xe là một người phụ nữ mặc váy dài đeo kính đen cứ thập thò thậm thụt nhìn vào trong nhà khi tôi đang trầm trồ trước chiếc ô tô thì cô ấy gọi tôi. cháu bé này, cháu cô hỏi đây có phải là nhà cụ tứ không? Bà tôi gả về đây, mọi người đều gọi bà theo tên ông tôi. tên thật của bà là a lam. tôi nhìn người phụ nữ là mặt ấy trần chừ gật đầu một cái. nhìn vẻ mặt cô ấy đầy vui mừng, thì tôi biết cô ấy tới tìm bà tôi để xem bói. thấy vậy. Tôi vội vàng mở cổng rồi mời cô ấy vào nhà. Đây là nhà bà cháu. Cô vào trong ngồi đợi một chút ạ. À? Bà cháu chắc là đang ở sau vườn. Cô nhìn tôi rồi nói. Vậy để cô tấp xe vào lề đường chút cho người ta còn đi lại. Tôi đứng đợi cô đậu xe xong rồi cả hai cùng đi vào trong. Tôi chỉ cái chõng tre trước gian nhà kia. Cô ngồi kia đợi chút ạ. À, để cháu đi gọi bà nội. Ừ, cô cảm ơn con nhé. Tôi gật gật đầu rồi phóng vào nhà cất cặp sách. Tôi chạy vào phòng bếp tìm bà nhưng không thấy nên chạy ra sau vườn. Thấy bà đang ngồi xổm nhổ cỏ. Tôi vội ý ới gọi. Bà ơi, có người đến tìm bà coi bói. Nghe thấy tiếng tôi gọi, bà nội chống gối ngồi dậy. Bà ném nắm cỏ trong tay ra phía xa rồi đi về phía lưu đựng nước mưa. Tôi biết bà muốn rửa tay nên chạy đến múc cho bà một gầu nước miệng tôi liến thoáng kể về chiếc ô tô màu trắng ấy. Cũng không trách được tôi hào hứng như thế. Năm đó quê tôi còn nghèo, nhà có xe máy đã là giàu lắm rồi, chứ nói gì từ ô tô. Thứ như vậy trước giờ tôi cũng chỉ mới thấy trên tivi. Bà tôi vuốt tóc tôi rồi thủ thị. Là khách từ xa đến tìm, con vào ăn cơm trước đi. Hôm nay ông nội con đi ăn dỗ nhà xuất thất người ta đi xa vậy rồi không thể để người ta chờ được mái tóc tôi ướt nước rồi xẹp xuống dính vào trước chán tôi đang hào hứng lắm chả biết đói là gì lẽo đẽo theo bà ra đến ngoài sân người phụ nữ ấy không ngồi ở cái chõng trước hiên mà đứng dưới dàn mướp đợi chúng tôi thấy bà ra thì cô ấy chạy lại bắt lấy tay bà bà ơi bà giúp nhà con với Mong bà chỉ cho bọn con con đừng sống Cô đột nhiên khóc nấc lên Nước mắt tèm nhem Bà tôi nắm lấy tay cô ấy Rồi dắt vào trong gian nhà xem bói Đợi cho cô ấy bình tĩnh lại Lau khô nước mắt đi Rồi bà mới nói Có việc gì Thì cũng phải bình tĩnh trước Đừng kích động Đã đi xa thế Thì chắc cũng chịu đựng lâu rồi Nhẫn thêm một chút nữa con ạ à bà vỗ vai cô rồi rót cho cô một ly nước chè uống cốc nước trước đi cho lại giọng rồi kể chuyện cho bà nghe chuyện gì cũng phải từ từ để cữ dối cô đưa hai tay nhận ly nước uống liền mấy ngụm rồi mới nói con cảm ơn bà à, ờ thì dở thế đỡ hơn chưa đỡ rồi thì kể chuyện cho bà nghe cô ấy nấc lên một cái rồi từ từ kể chuyện của mình dạ Còn đến là để nhờ bà cách cứu chồng con Cũng đi nhiều chỗ lắm rồi Ai cũng bảo lại bị bỏ bùa Mà không làm sao giải được hết Anh ấy còn chưa tròn 30 Bà xem giúp con coi Thử là bùa gì ác độc đến thế Cô vừa khóc vừa lấy trong túi ra một cái áo đưa cho bà tôi. Bà tôi nhận lấy rồi sờ ngược lật xuôi xem xét. Đôi mắt bà nheo lại hỏi cô ấy. Còn từ từ, kể chuyện nhà con cho bà nghe dạ con tên ngọc anh chồng con tên quang hiếu vợ chồng cưới nhau được hơn hai năm rồi cô ngọc anh kể từ những ngày đầu quen chú cho tới khi kết hôn rồi những ngày chú bị bùa ngải hành hạ ngọc anh quen quang hiếu khi cô vừa về nước một thời gian bạn bè thấy cô còn độc thân nên giới thiệu bạn trai cho khi cô đi xem mắt thì gặp quang hiếu cả hai đều từng đi du học nước ngoài học chung một ngành nghề nên nói chuyện rất là hợp chả mấy chốc dần đã thân quen nhau ngọc anh cũng rất mến anh chàng dịu dàng nhưng cực kỳ có chính kiến này khi đó quang hiếu vừa chia tay mối tình thời đại học anh đi xem mắt cũng vì để tránh làm mất lòng bạn bè cũng không ngờ đến gặp cô gái này lại làm anh vui vẻ hứng thú như vậy dần dần cái cảm giác người kia chính là chìa khóa của phần đời còn lại của mình đã ăn sâu bén rễ trong lòng của cả hai. Đám cưới của Ngọc Anh và Quang Hiếu cũng chậm rãi mà tới dần. Họ kết hôn và trải qua cuộc sống vợ chồng son như bao người. Trong mắt cả hai chỉ có đối phương đắm chìm trong đường mật. Nhưng cuộc đời thì luôn có những trúc chắc. Cái câu người cũ không rổ cũng tới đáp trúng cuộc sống của họ. Hiếu từng có một mối tình thời đại học, cho tới khi anh đi du học và về nước thì vẫn qua lại với cô gái đó, nhưng sau đó anh đột ngột chấm dứt rồi không còn liên lạc gì với nhau. Ngọc Anh cũng không tò mò nhiều về chuyện trong quá khứ của anh, hiện tại Hiếu đã là chồng cô rồi, mọi chuyện qua rồi thì chỉ còn là quá khứ. Cô luôn hướng về tương lai và tương lai của Hiếu là cô chứ không phải ai khác cả hai đều nghĩ như thế nhưng người khác thì không khi hiếu đang chuẩn bị tan ca nghe đồng nghiệp thông báo là có người tìm mình anh hỏi người đồng nghiệp đó người đó có nói mình là ai không người kia lắc đầu cối không nói nhưng miêu tả này nọ thì đúng là anh cối trở dưới cổng công ty đó đẹp lắm nói xong cậu ta còn cười nhìn hiếu một cái rồi mới về chỗ làm hiếu nghĩ một lượt thì lại không xuống gặp nếu là người quen thì họ đã gọi điện rồi. Nghĩ thế nên anh tiếp tục làm việc, chứ không để ý nữa. Tầm 30 phút sau, phòng bảo vệ gọi điện lên kêu Hiếu xuống vì có người gặp. Người này ngồi lì ở phòng bảo vệ nói Hiếu mà không ra thì đừng mong cô ta rời đi. Hết cách nên anh cũng đành dũng sảnh dưới xem thử là ai mà khiếp như thế. Tới rồi mới hiểu nguyên do. Người ngồi trong phòng bảo vệ kia không ai khác chính là người yêu cũ của anh chân vừa thấy hiếu xuống thì hai mắt sáng bừng cô ta đỏng đảnh xách túi chảy qua chưa tới nơi đã nghe cô ta phàn nàn trách móc anh sao tự nhiên anh đổi số điện thoại làm em gọi thế nào cũng không được nhờ người nhắn anh xuống mà chờ mãi chẳng thấy đâu hết cách người ta phải nhờ bảo vệ đấy chân ôm cánh tay hiếu lắc qua lắc lại trách cứ Mắt mũi hiếu nhăn nhó rồi nhanh chóng hất chân đi. Anh khó chịu nói. Cô làm cái gì thế? Tôi kết hôn rồi. Mà cho dù tôi chưa kết hôn đi chẳng nữa, thì tôi và cô cũng cắt đứt quan hệ từ lâu rồi. Đừng làm những việc khó coi như vậy nữa. Chân ngạc nhiên sau khi nghe lời anh nói, cô ta nổi quạo lên. Kết hôn là sao? Em và anh chưa chia tay, sao anh lại kết hôn? Hiếu tức tới nỗi bật cười. Cái gì mà chưa chia tay? Nghe đó tôi đã nói rõ ràng với cô Là chúng ta chấm dứt rồi Trong mối quan hệ này Là do cô sai trước Đừng có mà giả ngu với tôi Như bị hiếu nạt nộ thái quá Nên chân khóc lóc với anh Lần đó là em sai mà Em tưởng anh chỉ giận dỗi thôi Hiếu cắt ngang lời cô ta Chuyện đó không quan trọng Quan trọng là tôi có vợ rồi Và tôi không muốn liên quan gì tới cô nữa Thế thôi, tối nay đừng có mà tới tìm tôi Hiếu nói xong rồi bỏ vào trong, mà kệ tình cũ la lối khóc lóc trước cổng công ty. Dù sao thì chốc nữa bảo vệ cũng tới đuổi cô ta đi thôi. Chuyện hôm đó anh cứ tưởng là đã giải quyết xong rồi, nhưng Hiếu lại quá xem nhẹ con người của chân. Cô không thường tới công ty tìm anh nữa, nhưng sẽ đeo bám anh mọi lúc mọi nơi. Không biết cô ta có biết số điện thoại anh từ chỗ người nào mà cứ liên tục gọi điện, nhắn tin níu kéo anh quay lại. Hiếu đủ tỉnh táo để biết việc này không bình thường chút nào. Anh nhân lúc chân còn chưa làm quá đáng thì nói chuyện này với vợ. Anh biết tính chân ngoan cố, lại không thích nói lý. Hiếu kể với vợ chuyện chân đu bám mình, đòi nối lại tình xưa, cũng kể lại chuyện của anh và cô ta năm xưa. Anh và chân quen nhau từ thời năm 2 đại học. Cô ấy là bạn thân của bạn gái bạn học anh. Bạn ấy gặp nhau khi bạn anh dắt bạn gái tới ra mắt bạn bè khi ấy anh ấn tượng bởi Trần là cô gái phong cách nhẹ nhàng và nói chuyện cô riêng. Bọn anh cũng nhanh chóng hẹn hò. Tới năm tư thì bọn anh chuyển qua sống chung vì anh và cô ấy đều đi thực tập. Hiếu dừng lại một chút để sắp xếp lại các việc đã diễn ra rồi kể tiếp. Từ khi gần tốt nghiệp thì anh lại muốn học tiếp chuyên ngành này đến ra nước ngoài du học 2 năm. Bọn anh vẫn duy trì mối quan hệ trong thời gian ấy về nước rồi bọn anh vẫn sống chung với nhau Anh định đợi công việc ổn định Thì cưới luôn Vì dù sao cũng quen nhau lâu rồi Nói đến đây Thì Hiếu lại ngừng lại Ngọc Anh biết chuyện sau đó cũng chẳng vui vẻ gì Cô ngồi yên đợi chồng kể tiếp chuyện sau đó Có một hôm Đang làm việc Thì anh nhận được một gói bưu kiện Thấy người nhận là anh Nhưng mà tên người gửi thì anh không biết Lúc ấy không hiểu vì sao anh lại muốn mở cái hàng ra bằng được. Bên trong có mấy chục tấm ảnh chụp và một cái USB thêm mấy tờ giấy khác. Ảnh chụp là chân với một người đàn ông khoác tay thân mật đi nhà hàng rồi khách sạn, thậm chí là bệnh viện phụ sản. Giấy tờ để tiền bệnh viện phụ sản là bệnh án phá thai, tận hai lần phá thai. Lúc đó, anh vừa giận, lại vừa không muốn tin. Trong mắt anh, cô ấy luôn nhẹ nhàng. Từ đôi lúc bướng bệnh, nhưng không bao giờ làm gì thái quá. Anh mặc kệ cái USB có gì nguy hiểm không, cứ thế cắm vào máy tính rồi mở xem. Xem rồi, chỉ muốn đập nát cái máy tính. Trong đó toàn là hình ảnh nhạy cảm của chân và người đàn ông lạ kia. Còn có một đoạn video ở cuối, đó là người gửi những thứ ấy cho anh. Là vợ người đàn ông đó. Cô ấy bảo chân đã cặp với chồng mình từ mấy năm trước, bây giờ mới mở ra vì chân đòi vòi vĩnh nhiều quá. Trần mang thai hai lần để đi phá cả, ngọc anh ngẩn người cô không nghĩ tình cũ của chồng ghê gớm thế nếu vậy thì chân ngoại tình từ trước khi hiếu đi du học rồi chẳng trách anh quyết đoán chia tay thế cô hỏi anh có biết vì sao cô ta đòi quay lại với anh không hiếu lắc đầu anh không biết cũng không muốn biết nữa anh không muốn liên quan gì tới người phụ nữ đó cô ta ngang bướng lắm lúc anh đòi chia tay còn quậy rất dữ anh nói ra là để tránh hiểu nhầm cũng để tránh cô ta lại gây rắc rối gì cho mình. Hiếu nói vậy cũng đúng, bởi mấy ngày sau mọi người đều biết chân đang theo đuổi lại anh. Cô ta công khai giật chồng người khác cho mọi người biết. Nguyên văn lời cô ta nói là: "Chúng tôi chưa hề chia tay, là cô ta cướp anh Hiếu của tôi. Anh ấy chia tay, nhưng tôi đã đồng ý đâu." Vì sự xuất hiện của người đàn bà ấy mà cuộc sống hai vợ chồng bị ảnh hưởng rất nhiều sau nhiều chuyện gà bay chó sủa thì hiếu không nhịn được nữa anh nói hết chuyện chia tay năm đó ra còn lần mò được những bức ảnh và tài liệu anh được gửi khi ấy chuyện xưa vỡ lở làm chân xấu mặt chẳng bao lâu thì người ta nói cô ta sang thành phố khác làm việc rồi cuộc sống vợ chồng hiếu lại quay trở về những ngày bình yên vui vẻ như trước công việc hai người có thăng tiến bố mẹ hải bền cũng khá giả nên cả hai tính đến việc sinh con thế nhưng kế hoạch đề ra mãi mà chẳng có thai ngọc anh lo lắng kéo chồng đi khám thì sức khỏe cả hai đều bình thường cả hiếu biết vợ mong con nên an ủi cô con cái là cái phúc khi nào phúc tới tự nhiên sẽ có thôi đừng nghĩ nhiều rồi lại ảnh hưởng tới sức khỏe khi ấy lại khó có con đấy việc con cái tự nhiên lại không thuận lợi nhưng cũng không làm ảnh hưởng gì nhiều tới hai vợ chồng. Theo như lời anh nói thì con cái là phúc trời cho, có gấp cũng không được gì. Với lại hai vợ chồng còn trẻ cũng không lo lắng việc ấy. Dạo ấy không biết là giao mùa hay là sao mà Hiếu thường hay ho cảm mệt mỏi trong người. Nghĩ cả mạo bình thường nên anh uống viên thuốc rồi coi như xong. Trong người không khỏe nên nhiều lúc Hiếu ăn uống cũng không thấy ngon miệng đôi lúc cứ thèm mấy cái vu vơ gì đó. Tới khi mua về hoặc là người nhà nấu cho rồi thì lại không muốn ăn nữa. Cứ tưởng bệnh cảm vài ngày rồi khỏi. Thế mà một tháng trời anh cứ vẫn trong tình trạng ấy. Ăn không ngon, ngủ không yên, người thì cứ đau mệt khắp nơi. Mẹ với vợ anh không thể chịu để anh yên, bắt phải đi khám cho bằng được mới thôi. Khám rồi lại khiến cả nhà chố mắt há mồm nhà anh có điều kiện lại chưa kể anh còn trẻ mà khám xong thì kết luận là suy nhược cơ thể đến cả bác sĩ cũng khó mà tin điều này khi hỏi về tình hình ăn uống trong gia đình anh nhưng xét nghiệm này nọ đều chỉ ra nguyên nhân ấy nên đành chịu khám ở bệnh viện tuyến trên rồi còn đâu máy móc với y bác sĩ đều là chuyên nghiệp cả nói là do suy nhược cơ thể nên bệnh viện cũng cho thuốc bổ rồi sơ đồ dinh dưỡng về nhà tự điều dưỡng nghĩ cũng không phải nghiêm trọng gì nên không ai thắc mắc. Từ ngày đi khám về, ngoài uống thuốc thì trong ăn uống, Hiếu cũng chăm ăn đồ bổ lắm. ấy thế mà tình trạng không khá hơn mà lại còn trở nặng. Anh trở nên chán ăn, sức lực trong người như bị rút cạn. Vì thế nên anh cũng xin nghỉ việc ở nhà hẳn. Lắm khi còn phải vào viện truyền nước vì đối sức. Chuyển sang ăn thức ăn dạng lỏng do đường ruột yếu Bác sĩ nói cơ quan trong người vẫn khỏe nhưng lại không thể hấp thu được dinh dưỡng. Anh vẫn đi lại ăn uống bình thường nhưng đồ ăn vào trong người rồi lại chả biết đi đâu. Khám xét đủ kiểu rồi vẫn thế. Ngọc Anh định xin nghỉ để đưa anh ra nước ngoài thử xem sao. Ý định chưa kịp thực hiện thì đã xảy ra chuyện trước. Khi hai vợ chồng theo bố mẹ sang nhà họ hàng ăn dỗ thì Hiếu phát bệnh. Đám dỗ ấy có người mua thịt chó về làm cỗ lúc hiếu bỏ miếng thịt chó vào miệng thì trợn trắng mắt ngã oạch giật chiếu không ngừng co giật mặt ảnh trợn ngược chỉ còn lòng trắng hàm răng thì nghiến chặt rên hừ hừ thân thể cứ giật ngược lên làm người ta phải gồng tay mà gầy anh xuống mọi người cũng vì thế mà hoảng loạn may mà còn có người gọi xe cấp cứu tới tới lúc cấp cứu xong rồi cả nhà hiếu cũng không ai ngồi yên được nhìn anh được tiêm thuốc an thần nhắm nghiền hai mắt trên giường mà mẹ hiếu với ngọc anh lại nghẹn ngào rơi nước mắt bác sĩ nghi ngờ hiếu mắc chứng động kinh nhưng còn phải theo dõi rồi mới biết được mẹ hiếu thì lại nhớ về những lời xì xầm trong đám dỗ người ta bảo có khi ai đó về rồi thấy hiếu hợp vía nên nhập vào nói hiếu đang bệnh trong người không chịu được nên mới thế bà thà nghĩ vậy còn hơn là nghĩ tới việc con trai có thể mắc chứng động kinh mắc cái bệnh đó rồi thì khó chữa lắm khi phải sống khổ sở như thế cả đời. Mấy tuần nằm viện rồi theo dõi, nó là Hiếu không hề mắc chứng động kinh. Anh chỉ là sức khỏe y hút thôi. Mọi người đều thở phào sau câu nói của bác sĩ. Ngọc Anh càng xác định muốn đưa chồng ra nước ngoài để khám sức khỏe. Ngày xuất viện chỉ có Ngọc Anh và bố chồng tới đón Hiếu về nhà. Anh hỏi mẹ mình đâu? Ngọc Anh đáp. Mẹ ở nhà làm mâm lễ đón anh về, cũng coi như là để xả xui. Hiếu cười cười, mẹ anh vốn mê tín nên bà làm việc này anh cũng hiểu phần nào. Vừa tới cổng là bà đã cho người bưng chậu than lửa cho anh bước qua, đuổi vận rồi. Cách gì bà cũng làm cả, bà còn giải mối đuổi xui cho anh. Tới trong nhà, còn bà anh thắp hương cho ông bà tổ tiên. Anh cũng theo lời mẹ mà làm theo để bố anh châm hương bẩm báo lên trên rồi mới đưa hương tới cho anh khấn vái khi mùi khói hương bay tới thì anh lại thấy trong người mình khó chịu bứt sứt như kim đâm muốn tránh né bà kỳ hương mà bố đang đưa tới bố anh bảo anh cầm thẻ hương khấn đi rồi lại cắm vào trong cái lư hương hiếu lại không nghe theo anh sợ hãi lùi ra sau đang khi mọi người không hiểu chuyện gì thì cơn co giật lại tái phát ba cây hương trên tay ông Hùng rơi xuống đất trong tiếng kêu khóc của người nhà. Vừa về nhà lại tiếp tục vào viện, làm những người trung phòng bệnh với Hiếu đều rất tò mò. Ngọc Anh chạy đi tìm bác sĩ hỏi cặn kẽ bệnh của chồng. Câu trả lời của bác sĩ vẫn y như cũ. Cô đánh bạo hỏi. Liệu có phải là chứng bệnh mới không? Tôi đang định đưa anh ấy ra nước ngoài thử. Bác sĩ nói với cô. Điều này cũng khó xác định nguồn cơn gây bệnh không rõ ràng bệnh án đã xác định không phải là nguyên nhân thần kinh nếu người nhà có khả năng thì cứ thử xem sao cô gật đầu dạ vâng cảm ơn bác sĩ quay trở lại phòng bệnh thì thấy mẹ chồng đang ngồi bần thần nhìn hiếu nghĩ mẹ đau lòng quá nên cô ôm bà an ủi mẹ đừng lo lắng quá để con lo xong hộ chiếu con đưa anh hiếu ra nước ngoài điều trị rồi sẽ ổn cả thôi mẹ bà Ngân không trả lời cô. Ánh mắt bà nhìn chằm chằm con trai. Khi Ngọc Anh định hỏi bà bị làm sao thế, thì nghe bà khàn giọng nói chuyện. Còn cô nghĩ là do thứ đó không? Ý mẹ là nó có phạm phải ai nên bị quậy. Lần trước cũng thế, tôi sợ hương khói là bị. Bây giờ vừa về nhà thắp nén hương, đó lại lăn đùng ra. Bà nhìn cô rồi liên tục nói những lời kỳ lạ ngọc anh hiểu mẹ chồng nói gì cô cũng biết bà là người mê tín hay thầy bà này nọ bây giờ con mình bị thế cũng không trách được bà nghĩ nhiều nhưng trước giờ cô không tin chuyện ma cỏ muốn phản bác lời của bà nhưng lại thôi bà cũng là vì thương con nên mới như thế cô dịu giọng an ủi bà không đâu mẹ à toàn là con cháu trong nhà cả sức khỏe anh ấy nên mới thế thôi bà ngân lại không cho là thế giọng báo có phần nặng nề. Thần con trai, chưa đẩy ba mươi mà đã yêu đến nỗi run tay run chân. Đi khám thì không ra bệnh. Thôi, con đừng nói gì nữa cả, để mẹ tìm người hỏi xem. Mẹ chồng cô trước giờ là người quyết đoán, cô thì lại không dám cãi lời bà. Thôi thì cứ lo cho xong thủ tục để đưa Hiếu đi sớm một chút. Mẹ chồng nàng dâu mỗi người một ý cô mà nói nhiều thì lại chọc bà giận. Lần này nằm viện chỉ mấy ngày là đã về nhà. Bà Ngân nghĩ trong đầu do con phạm kỵ gì đó nên không làm lễ hay thắp hương gì. Hiếu vào nhà bình an không bị làm sao càng khiến bà khẳng định suy đoán của mình. Ngược lại với bà, Ngọc Anh cũng đang hoàn tất thủ tục. Cô tính đợi sang tuần sau đưa Hiếu xuất ngoại khám bệnh. Chưa đợi cô kịp thông báo thì đã nghe bà Ngân nói mẹ có nhờ mấy bà bạn tìm được ông thầy được tay lắm nhà cũng gần đây thôi mai mình sang đó xem thử coi sao ông việt nghe bà nói mà không hiểu làm sao nên mới hỏi xem thầy là sao tự nhiên bà nói chuyện gì chả hiểu khi này bà ngân mới nói cái suy nghĩ của bà ra biết bà vợ mình mê tín nhưng không ngờ lại đến mức này nên ông cau mặt nói còn đó là bị bệnh mà bà cứ liên tưởng đến chuyện đồng bóng là sao bà ngân nghe ông nói liền không vui ra mặt ông nói đồng bóng là như thế nào vậy ông giải thích xem sao con mình nó tự nhiên lăn đùng ra bệnh nhà mình khám xét định kỳ đầy đủ có mầm bệnh gì đều phát hiện từ sớm chưa đầu tiên mức nặng thế này mới biết càng nói bà càng cảm thấy mình có lý nên mặc kệ chồng nói sao bà cũng không nghe một hai phải đưa hiếu tới nhà thầy coi bói Xưa này ông Việt có bao giờ nói lại bà nhà mình đâu. Nếu mà nói lại thì bà đã bỏ mê tín từ lâu rồi. Ngọc Anh thì không dám cãi bà. Cô nghĩ đi coi bói cũng được thôi. Nhưng sợ đi đường mệt mỏi cho Hiếu. Mà có khi thầy bà lại cho uống mấy cái gì đâu thì lại nguy. Hiếu nằm nghỉ trên phòng nên không biết chuyện này. Ngọc Anh thì quyết định ngày mai phải đi theo để xem có gì còn cản anh uống mấy thứ vớ vẩn. Tại nhà mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng ngày hôm sau thì vẫn dắt díu nhau tới nhà ông thầy đi theo còn có bà bạn của bà ngân nữa nói là đi để chỉ đường cho cả đoạn đường ngọc anh cứ lo hiếu khó chịu trong người thỉnh thoảng cô lại hỏi chồng có mệt không có khó chịu ở đâu không anh không sao cả chỉ hơi uể oải thôi vậy anh chịu khó một chút chắc là cũng sắp tới rồi đấy Đến khi xe rẽ vào một nhà vườn toàn cây ăn quả thì dừng lại. Bạn của bà Ngân nói. Tôi điện thoại, báo với thầy trước rồi. Hôm nay thầy nghỉ để xem cho nhà bà đấy. Cũng là chỗ quen biết, nên thầy chịu trò đấy. Thôi, vào nhanh không thể đợi lâu. Bà Ngân cũng hối hả vào nhà theo. Ông Việt với Ngọc Anh mỗi người một tay đỡ hiếu đi vào. Chỗ ở của thầy bói có khác, trang nghiêm đến lạ, Mùi hương khói thoang thoảng trong vườn nhà. Hiếu nhíu mày tỏ ra khó chịu, trong anh như có một nỗi sợ hãi vô hình với mùi hương này. Thêm vào đó là anh muốn dừng lại và quay đầu đi, không muốn tiến thêm một bước nào cả. Nhưng nghĩ đến cả nhà đều theo mình tới đây, bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ, là anh lại nhịn xuống mà đi tiếp. Lúc vừa bước vào sân thì có người đàn ông mái tóc hòa dâm đi từ trong nhà ra vừa nhìn thấy ông ấy là bạn bà Ngân đã nhanh miệng chào hỏi. Dạ thầy Hạc ạ, à, nhà con đứa cháu đến rồi, nhờ thầy xem giúp cho. Người được gọi là thầy Hạc kia nhìn Hiếu một cái rồi cau chặt hai đầu lông mày lại. Cả Hiếu và Ngọc Anh đều bị ánh nhìn của ông làm cho sững người. Họ đều cảm thấy ánh nhìn đó xuyên thấu con người họ một cách triệt để. Khi còn đang ngơ ngác thì nghe ông Hạc nói Dìu cậu ấy vào trong nhà Nằm nghỉ cho đề Tôi đến chuẩn bị ít đồ rồi quay lại sau Bạn bà Ngân vâng dạ Rồi ra hiệu cả nhà theo bà ấy đi vào trong Căn nhà một tầng xây theo kiểu nhà ba gian Có lối hông dẫn ra nhà sau Gian giữa là nơi ông Hạc làm việc xem bói Ở đây có bàn thờ lớn Thêm đỉnh đồng Và cái phản gỗ trải chiếu hoa Ngọc Anh và ông Việt đỡ hiếu ngồi xuống phản Cô bảo chồng anh mệt quá thì nằm xuống đây nghỉ lát đi Hiếu lắc đầu Không thể nỗi thế đâu Và lại trước giàn giữa mà nằm thì không nên Mọi người đang nhìn ngó xung quanh Thì ông Hạc đã quay trở lại Trên tay ông là đĩa gạo Và mấy quả trứng gà nho nhỏ Vừa vào thì ông bảo Ê sao lại ngồi thế kia Mệt thì cứ nằm xuống cho thoải mái Đừng có ngại Dòng ông hàm hậu mà thân thiết lắm đến người không tin chuyện bói toán như Ngọc Anh cũng thấy ông dễ mến. Bởi trong cô luôn nghĩ mấy người buôn thần bán thánh thì ăn nói phải tỏ ra bí hiểm này kia. Thấy ông như thế cô lại có cách nhìn mới lạ. Hiếu mỉm cười đáp lời ông. Dạ cảm ơn thầy nhiều. Còn thấy trong người còn khỏe nên ngồi dạy ạ. Ông Hạc nghe anh nói thì lại thở dài. Bà Ngân nghe ông thở dài mới lo lắng vội hỏi sao thế thầy thằng hiếu nhà con nó bị làm sao thế hả à? ông hạc vẫy vẫy tay cho mọi người yên lặng lại rồi ông mới ngồi xuống cạnh hiếu ông đưa cho anh mấy quả trứng gà rồi bảo cậu cầm lấy nó đi hiếu không hiểu gì nhưng anh vẫn đưa tay đón lấy mấy quả trứng gà hai bàn tay xương sầu của anh nắm trọn mấy quả trứng gà tơ ông hạc hỏi lại một lượt các tình trạng của hiếu rồi lại chăm chú nhìn anh Ông nhìn lâu đến mức mọi người cũng sốt ruột theo Một hồi lâu sau Họ mới nghe ông nói Cậu nhà Không có quan hệ gì tới phần âm cả Nhưng mà Có nhân quả ở phần dương Là do có người cố ý yểm hại Lúc cậu bước vào Tôi đã thấy nghi nghi Nay nhìn lại càng thấy chắc chắn hơn Cậu bị người ta bỏ bùa ngải Bùa với ngải nó khác nhau lắm Nhưng tôi nhìn thấy cả hai trên người cậu Người yểm chắc chắn có thù hẳn với cậu rất sâu. Người này muốn cậu nhà tan cửa nát, sống không bằng chết. Ai nấy nghe xong đều dùng mình. Ngẫm lại thì cuộc sống gia đình Hiếu gần đây cũng không khác lời ông nói lắm. Hiếu bệnh tật triển miên, người trong nhà cũng mất ăn mất ngủ theo. Nhìn anh gầy thành da bọc xương, bệnh tật hành hạ mà nấu hết ruột gan. Ngọc Anh lại không tin mấy cái này, nhưng cô cũng không nói gì cả. Bà Ngân thì lại lo lắng hỏi ông Hạc Thế, thế nếu vậy Nhờ thầy giải giúp nó được không ạ à, thầy Hèn gì đi khám mà không xa bệnh Nhà ai mà ác ôn vậy cơ chứ Vừa nói bà vừa vỗ ngực thùm thụp Rồi ỏa lên khóc Bạn của bà và ông Việt Vội vàng vuốt lưng an ủi bà Ông Hạc lại hỏi Hiếu Người tới mùi nhang khói Là khó chịu hả Thế thì khi ăn thịt gà Thịt chó thì sao Hiếu cố nghĩ lại cảm giác khi ấy là như thế nào. Rồi anh chợt nhớ khi đi ăn dỗ anh có ăn miếng thịt chó rồi lên cơn co giật. Bệnh cũng từ khi ấy mà nặng thêm. Nghĩ thế anh mới kể lại chuyện này cho ông Hạc nghe. Ông nghe xong thì nói. Nghe giống như là bị bỏ ngải thuốc độc như trong hạ Tĩnh. Dính ngày này mà ăn thịt gà thịt chó hay là tới chỗ có mùi hương lão nó vật cho kinh lắm. Nhưng còn loại bùa yểm đi kèm tôi là không nhận ra câu sau ông tự lẩm bẩm một mình rồi cũng không nói gì nữa nhưng ngọc anh ngồi kế bên hiếu thì lại nghe rõ ràng câu nói ấy nhưng vì không tin nên cô không hỏi nhiều ông hạc ngồi dậy đi lại phía bàn thờ lấy xuống một túi muối đựng trong túi zip rồi đặt kế bên đĩa gạo ông nói với ngọc anh cô đỡ cậu ấy nằm xuống đây đi mọi người ngồi dậy để Ngọc Anh đỡ Hiếu nằm xuống. Ba người còn lại đứng một bên phản nhìn chăm chăm ông Hạc. Ông lấy mấy quả trứng gà đã đưa cho Hiếu lăn khắp ngực và chân tay anh. Lăn xong ông để trứng vào đĩa gạo, lấy một ít muối xoa vào lòng bàn tay Hiếu. Muối vừa xoa lên, gân trên trán Hiếu nổi lên từng lần. Cổ học anh hừ hừ từng tiếng nặng nề. Ông Hạc thấy thế vội nhấn ngón tay ở giữa trán anh, miệng ông liên tục lẩm nhẩm gì đó cả hai như đang rằng co với nhau ngọc anh để ý thấy chán ông hạc đã đổ một lớp mồ hôi lúc này cô thấy một nỗi sợ hãi vô hình chiếm lấy tâm trí mình cô chỉ có thể nhìn vào cả hai nhìn không chớp mắt tới nỗi đôi mắt của cô chua xót khó chịu tầm năm phút sau hiếu mới bình thường trở lại ông hạc cũng run rẩy rời ngón tay khỏi chán anh mọi người đều có thể nghe thấy ông thở hắt ra một hơi dài bạn bà ngân thấp thỏm hỏi ông Dạ việc sao rồi thầy C có giải quyết được không thầy ông hạc tự rót cho mình một ly nước uống xong thì ông bảo mọi người ngồi xuống phản để ông nói chuyện ngọc anh cũng dìu chồng ngồi dậy để anh dựa vào người mình ông hạc nói mọi người nhìn kỹ đi chốc tôi giải thích cho ông đi lấy một con dao rồi quay trở lại, đập lần lượt từng quả trứng gà trong đĩa gạo. Mới đập quả đầu tiên, mọi người đã phải bịt mũi. Nó thối kinh khủng, không phải mùi thối của trứng gà hỏng, mà mùi như của mùi sắc động vật phân hủy. Nhìn kỹ thì quả trứng này, ngoài vỏ còn sạch sẽ, thì còn lại ruột đằng trong đều chảy nước đen xì rồi. Ông Hạc lại tiếp tục đập quả trứng thứ hai. Một mùi tanh hôi tiếp tục sọc vào mũi họ. Ruột gan phèo phổi, cũng môn nôn cả ra ngoài lòng đỏ lòng trắng trứng đều trở thành màu đỏ chảy trên lớp gạo trắng quả thứ ba thứ tư thì không có mùi gì nhưng khi đập ra đều thấy một mớ bùi nhùi như là tóc rối đập xong hết ông hạc lau tay rồi mới nói với họ đúng là dính ngải thúc độc ngày này thường ở miền trung hoặc trên vùng núi cao những cậu ấy vẫn dính một loại bùa khác loại bùa này tôi không cách nào nhìn ra được. Hình như người bỏ bùa đã giấu nó ở một nơi rất kín đáo. Ngọc Anh nhìn những gì vừa xảy ra, cô vừa sợ lại vừa giận. Cô tin chuyện chồng mình bị người ta yểm rồi. Ông Hạc nói cho họ nghe về ngải thuốc độc này. Người nuôi ngải này chủ yếu để cầu tiền tài, nhưng muốn giàu có thì phải hại một người nào đó. Càng tham thì hại càng nhiều người, cướp đi mạng sống và phúc phận nhà người ta về cho nhà mình làm giàu. Ngày này nuôi từ dâu cọp nhét gốc cây kẹ 3 tháng 10 ngày rồi đem về bỏ trong lưu để nuôi. Tới ngày mở lu phải kiếm được 9 loại con vật côn độc như cóc rắn, thằn lằn, rết này nọ đem về bỏ trong cái lưu ấy. Để bọn nó cắn giết nhau là nuôi ra con ngải. Ngày này ăn gà sống, người nuôi muốn hãm hại ai thì lấy chất nhớt từ nó đi bôi vào đồ ăn thức uống của kẻ đó hoặc họ cũng có thể vỗ vai vỗ ngực người bị hại. Ngài này nghe chủ, nó chỉ hại người chủ nó muốn hại, trừ người khác vô tình dính phải thì không sao cả. Người dính phải ngài này, đau ốm, bệnh tật, đi bệnh viện thì khám không ra. Cứ thế mà chết dần chết mòn. Muốn giải ngài này, phải tìm được người bỏ ngài mà xin thuốc giải. Ngọc Anh mới hiểu vì sao sắc mặt ông Hạc khó coi đến vậy. Cô hỏi ông. Thầy, thì không thể giải sao ạ? Ông Hà gật đầu bảo có. Tôi giải được. Nhưng vấn đề tiếp theo là ở cái bùa cậu ấy mắc phải nữa. Người yểm ác lắm. Yểm cả hai thứ lên người cậu ấy. Ngày này tôi cho thuốc được. Chứ bùa thì phải biết cận kẽ mới giải được. Mà tôi không nhìn được bùa này là bùa gì. Ông nói xong thì mọi người đều hụt hẫng, Bà Ngân đã ngã vật xuống ngất đi rồi biết nguyên do rồi nhưng không giải quyết được nên cả nhà đành ra về trước Cười ông hạc tiền hương đèn rồi nhờ ông có quen ai giải được bùa thì giới thiệu cho nhà họ ông cũng cho hiếu một ít thuốc chỉ cho anh chút bài để kim ngài lại không giải quyết được nhưng để thêm chút thời gian mà tìm người bỏ xin người ta giúp đỡ cho ông nói thuốc cứ uống vào buổi sáng hàng ngày lấy trứng gà lăn khắp người cho dễ chịu ngọc anh cảm ơn ông rồi dìu hiếu ra về từ đợt đó trở đi mỗi lần nghe ở đâu có thầy bà giỏi là cả nhà lại kéo nhau đến nhờ gỡ bùa khi đi hy vọng bao nhiêu thì khi về thất vọng bấy nhiêu dần dần họ cũng chai mòn mất đi hy vọng hiếu đã không còn hy vọng sống nào nữa anh khuyên vợ và bố mẹ thôi hay là không đi nữa số anh chắc là chỉ tới đây thôi anh chỉ thương bố mẹ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Vợ anh còn trẻ đã lỡ một lần đỏ, bao lần nhìn tóc bố mẹ ngày một bạc đi, gương mặt vợ xanh sao vàng vọt, anh lại khóc nghẹn trong lòng. Nhưng còn nước còn tát, cả nhà dù vậy cũng không bỏ cuộc. Mọi người đều vậy nên anh cũng dáng sốc lại tinh thần, đồng hành cùng họ. Tới một buổi sáng, khi anh thức dậy thì thấy trong người cứ là lạ lạ gọi Ngọc Anh đang ngồi bên kia giường lại. Vợ anh thấy trong người lạ quá. Ngọc Anh nghe chồng nói thế thì vội chạy qua. Anh thấy trong người sao? Có gì, mình đến chỗ thầy Hạc, không thì tới bệnh viện cũng được. Hiếu bảo vợ đỡ mình dậy, anh xoa xoa cái đầu đau như búa bổ. Đột nhiên anh bỏ tay xuống, cả hai vợ chồng nhìn đăm đăm mớ tóc đen trong tay anh. Hiếu thấy vậy, bèn vuốt tóc lại mấy lần, tóc anh rụng xuống từng mớ nhìn kỹ bàn tay khô quắt chỉ còn da và xương mạch máu hằn rõ dưới lớp da tái nhợt móng tay anh cái thì bong chóc cái thì gãy ngọc anh thấy thế liền muốn đưa anh tới nhà ông hạc hỏi chuyện chỉ là vừa đỡ được hữu dậy thì anh đã ngã ra sau và cũng kéo cô ngã theo hết cách cô đành gọi bố mẹ chồng lên giúp anh đưa anh xuống nhà Hai ông bà ở trong phòng nghe con dâu gọi cũng vội vàng chạy sang giúp. Xuống nhà thì ai nấy đều tá hỏa cả ra. Từ cửa kính cho tới khe hẹp trong nhà đều bò chi chít côn trùng với run rết. Ngọc Anh nhìn mà đầu óc tê dần. Không ai dám nhìn thêm nữa, ai cũng đi thật nhanh ra sân. Đặt Hiếu ngồi ổn thỏa rồi là lập tức chạy tới nhà ông Hạc. Tới rồi thì nghe ông nói. Nó biết mình muốn gỡ buộc quật lại nó, nên sai ngải hành chết cậu ấy đâu mà tôi không giải được nhưng ở chỗ tôi tương đối an toàn mọi người cứ ở lại đây một thời gian đã rồi tìm cách sau ý của ông là càng gần ngày chết thì côn trùng bò trong nhà càng nhiều bao lâu nay họ luôn để ý tìm xem ai là người yểm hại hiếu nhưng đều như mò kim đáy bể thực sự thì cũng không nghĩ ra đã làm phật lòng ai đến mức ấy ông hạc thở dài nhiều người lòng dạ nhỏ nhen tâm địa ác độc chỉ một câu nói làm họ không vui thôi đã khiến họ nảy sinh tâm lý hại người rồi tôi đoán người bỏ ngải là người rất thân thiết hoặc có tiếp xúc thân thiết với cậu ấy người này lấy được tóc và móng tay cậu ấy bỏ cho ngải ăn ngọc anh nghĩ lại những mối quan hệ xung quanh hiếu nhưng đều không nghĩ ra là ai cả đã vậy rồi không còn cách nào khác họ đành phải ở lại nhà thầy bói hạc Ngọc Anh nhờ bạn bè rồi đối tác làm ăn hỏi xem nơi nào có thầy bà giỏi. Quay trở lại với thực tại, câu chuyện của cô Ngọc Anh dừng lại ở đây khi mà gương mặt cô đã đầm đìa nước mắt. Bà tôi nheo nheo đôi mắt đầy nếp nhăn vỗ vai cô Ngọc Anh nói. Thôi được rồi, tới được đây là còn phúc còn vận, mệnh cậu ấy chưa dứt ở đây được đâu. Ồ cũng là nhân quả lúc trước. Cô Ngọc Anh hít một hơi thật sâu rồi hỏi bà tôi. Bà, bà giúp được nhà con sao bà? Bà biết ai hại chồng con sao? Bà tôi cười rồi gật gật đầu. Bà ra hiệu cô im lặng rồi mới nói tiếp. Bà gỡ được, gỡ được rồi thì tự khắc sẽ biết ai là người hại nhà các con thôi. Bây giờ bà không thể nói được nhưng con cứ tin vào nhân quả báo ứng. Khi bà nói xong câu đó, thì cũng vừa lúc ông tôi đi ăn dỗ về. Nghe giọng ông sang sảng, lại hát mấy câu ca dao ngày xưa, là tôi và bà đều biết ông đã uống rượu rồi. Tôi chạy ra ý ới hỏi ông dỗ có món gì. Ông cháu tôi đi đằng trước, còn bà và cô Ngọc Anh thì đi ở phía đằng sau. Tôi nghe bà nói với cô. Chưa rồi, và ăn cơm với nhà bà đi. Cơm cảnh đạm bạc không có gì nhiều. Con đừng chê cười, Tôi nhìn bà, vừa đi vừa dắt tay cô. Cô Ngọc Anh lại lắc đầu. Dạ thôi, con đi xem một chốc là về. Để con về chở anh qua. Bà với cháu cứ ăn trưa đi ạ. Bà tôi cười, nụ cười bà hiền lành lắm. Hôm nay chưa làm được đâu. Trời chưa vẻ nắng, đừng để bụng đói. Ăn cơm xong, rồi bà dặn con cái này. Cô Ngọc Anh không nói gì nữa. Có lẽ cô sốt ruột muốn biết bà định dặn dò cô cái gì. Cả bữa ăn cô đều không ăn được mấy. Tôi nhìn thấy cô rất lo lắng. Bà tôi cũng không nói gì thêm. Tôi gắp miếng trứng bỏ vào bát cô. Cô nhìn tôi thì cười một cái thật tươi. Khi này cô ấy mới tập trung ăn cơm. Khi ăn xong, lúc tôi đang rửa bát, thì bà tôi và cô Ngọc Anh đã ở gian nhà kia, ngồi trò chuyện uống nước. Tôi tò mò đến nóng cả ruột gan, nên khua tay rửa bát thật nhanh, rồi chạy ổ sang bên đó. Bà nhìn tôi chạy đến thở hồng học mà bật cười. Lại đây, uống cốc nước đi. Sao mà cứ vội vội vàng vàng, tay còn ướt nước kia kìa. Tôi trả tay vào vạt áo rồi chạy rót nước uống. Khi này bà tôi mới tiếp tục nói chuyện với cô Ngọc Anh. Giọng bà vẫn đều đều như trước. Ông ấy nói đúng đấy. Dạ, đứa kia nó biết nhà con tìm người gỡ rồi. Nó vừa hận vừa sợ bị quật nên sẽ càng hung ác hơn tùy tiện đưa chồng con tới đây là không được. nó no mà biết nó sai ngải giết cậu ấy liền. cô Ngọc Anh gấp gáp nắm lấy tay bà tôi hỏi. vì giờ mình phải làm sao đây bà. hãy hãy ai là bà? bà theo con về bên đó. bà tôi lắc đầu. không được con ạ. À, bà không rời khỏi đây được. với lại đồ đạc bà ở đây cả. còn cứ bình tĩnh lại nghe bà dặn này. cô ấy gật đầu rồi lại nhìn bà tôi bà bảo Dạ ở chỗ đó cũng được Nhưng mà phải tới đây để bà gỡ cho Cũng phải ba lần lễ đấy Sau một lần là phải về ngay Chứ không được ở lại Đi lần nào cũng phải bí mật Không được để ai biết nghe không Bà tôi nói xong lại đứng dậy Đi về phía tủ thờ Bà rút mấy chân nhang đã cháy Trong lư hương ra Rồi bẻ chúng thành từng đoạn Sau đó bà lại dùng một cọng dây gai Cột chúng lại với nhau quay lại phản, bà đưa đầu sợi dây cho cô Ngọc Anh rồi dặn. Thứ này, treo trên xe của con, càng sớm càng tốt, đưa thằng bé tới đây nhé. Bà lại mở cánh cửa tổ thờ, lấy ra tấm vải đay màu bã trầu đã cũ ra. Tấm vải này, trùm lên đầu cậu ấy, ngài tạm thời sẽ bị che mắt, không tìm được cậu ấy đâu. Cô Ngọc Anh nhận lấy chúng, trần trừ hồi lâu rồi vẫn hỏi vậy bùa bị yểm thì sao hả bà bà tôi vẫn cười an ủi cô không cần lo đâu bà biết nó là bùa gì rồi thật không ngờ lại có người biết dùng nó cả tôi và cô đều rất tò mò hỏi bà đó là bùa gì bà cười nói với chúng tôi nó là bùa nguyên rủa có rất nhiều loại bùa nguyên rủa nhưng loại cậu ấy mắc phải thì rất ít người biết không phải vì nó khó làm hay nó quá tàn độc chủ yếu là nó chỉ nguyền rùa khiến người ta đau ốm bệnh tật thôi nhưng thứ để làm bùa này cũng đủ để người ta làm thứ bùa khác đáng sợ hơn rồi khi một ai đó đã muốn dùng bùa chú hại người thì đâu còn lương tâm gì mà dùng bùa nhẹ nữa nói tới đây giọng bà cũng không còn vui vẻ gì bà lại nói tiếp nhưng mà người này lại dùng nó sử dụng nó nhưng lại đặt ở nơi đáng sợ như thế không ai nhìn ra là phải. Nếu không phải từ lời kể của con ở những nhà người thầy kia thì ta cũng bị lừa rồi. Người này vừa thông minh lại vừa độc ác. Làm bùa này cũng cần tóc và móng tay như bỏ ngải ấy. Nhưng nó cần có ngày sinh tháng đẻ của chồng con. Hàng ngày vào đúng giờ khắc đem ra nguyền rủa Kẻ này còn để nó ngay dưới bệ thờ ngải thuốc độc mới càng âm hiểm hơn. Chồng con luôn nói mình mẩy đau đớn như kim châm là vì người này đưa con giới nguyền rủa ra đầm ra đánh đấy. Cô nghe xong nước mắt lại giàn rụa, nghĩ không ra ai lại tàn độc đến như thế. Bà tôi để cô ấy bình tĩnh lại, rồi dặn thêm vài thứ chuẩn bị trong làm lễ. Xong xuôi đầu đấy, rồi cô Ngọc Anh mới ra về. Tôi nhìn theo chiếc xe hơi xa dần, tức khi nó khuất bóng mới chạy vào nhà xin phép bà đi chơi. Qua hôm sau, đúng hôm chủ nhật tôi được nghỉ, khi đang ngồi nghe bà xem bói cho một nhà ở làng bên, thì nghe thấy tiếng ô tô dừng trước ngõ. Biết là cô Ngọc Anh tới, nên tôi xuống phản chạy ra ngoài xem. Ở quê chúng tôi thường không khóa cổng, nên ra tới nơi, tôi đã thấy cô Ngọc Anh dìu một chú đứng ở ngõ. Nghe cô kể tôi khó hình dung chỉ nghĩ chú Hiếu gầy ốm thôi. Giờ nhìn thấy tận mắt, tôi đột nhiên phát sợ. Tóc chú không nhiều mà chỉ lưa thưa thôi, nhìn rõ cả da đầu. Hai con mắt trũng sâu quầng thâm xanh đen, da rẻ xanh bùng, người không khác gì que củi khô là mấy. Tôi định chạy lại phụ cô đỡ chú vào, thì đã thấy một bà đỡ chú rồi. Tôi đoán là bà Ngân, mẹ chú Hiếu. Tôi nghĩ không biết ông tên Việt có đến không. Nhưng đợi khi ba người dìu nhau vào tới sân, không thấy ai nữa cả, thì tôi biết ông không có đến. Ông nội tôi ra đồng từ sáng, nên nhà chỉ còn bà với tôi. Tôi phụ bà với cô dìu chú ngồi xuống trống rồi chạy ra phụ sách đồ cúng vào. Bao lớn bao nhỏ, nhiều lắm. Biết bà tôi còn có khách nên cô Ngọc Anh cũng không hỏi. Cô lấy từ túi ra một gói kẹo nhiều màu sắc đưa cho tôi. Chào con đó, hôm qua quên hỏi con tên gì rồi. Tôi bẽn lẽn nhận gói kẹo cô cho, nhỏ giọng nói. Con cảm ơn cô, con tên Thiện họ và tên trần văn thiện không nghĩ tôi trả lời nghiêm túc đến thế nên cô cũng cười tôi lén nhìn chú hiếu thêm một cái thấy chú đã nhắm mắt nằm trên chõng cô ngọc anh vội để chú gối đầu lên đùi mình bà ngân ngồi cạnh cũng không nói gì cả tôi thấy mặt bà buồn buồn nghĩ đến gì đó nên tôi chạy lên nhà trên rót mấy cốc nước chè rồi bưng sang cũng không biết bà tôi khi nào mới xong cả may mà hôm nay không xem gì lâu người ta chỉ nhờ bà tôi xem mồ mả tổ tiên thôi chờ một chốc là thấy bà tôi tiễn khách ra ngõ lưng bà còng đi nhiều lắm bà chắp tay sau lưng đi từ ngõ vào tới rồi ạ à? dậy vào trong này nằm đi bà đi chuẩn bị mâm cúng cho nghỉ ngơi một lát cho lại sức chúng tôi dìu chú hiếu vào trong phản nằm tôi chạy đi tìm cái gối cho chú kê cô ngọc anh xách mấy bao đồ cúng đi theo bà tôi sắp lễ không lâu sau thì bà tôi và mẹ con bà ngân bê hai mâm đồ cúng đi vào bà tôi bảo đặt hai cái mâm gỗ trước tủ thờ bà tôi cúng rồi làm lễ giải bùa cho chú hiếu lâu lắm trong khi làm thì chú thở từng hơi nặng nề gấp gáp mồ hôi tuôn ra ướt hết quần áo trên người tới khi chừa đứng bóng mới tạm xong một buổi cúng bà tôi nói có mang quần áo theo không mang theo thì ở đây tắm cái đã rồi hãng về cô ngọc anh gật đầu bảo có tôi bèn dắt cô chú ra sau nhà tắm nắng nóng nên tắm nước lạnh thôi mà chú hiếu cũng bảo người chú cồn cào như lửa đốt không cần nước nóng sau một buổi lễ chúng tôi đều thấy chú như khỏe hơn ít nhiều tuy là vẫn xanh xao ốm yếu nhưng trên mặt lại có tí hồng hào vui vẻ lạ thường Cả bà Ngân và cô Ngọc Anh cũng thấy như thế. Trên mặt họ vui vẻ nhưng nước mắt như lại trực rơi. Tôi ôm gói kẹo đợi chú Hiếu tắm xong rồi lại đi ra ngoài. Vào ngồi trên phản rồi bà tôi bảo để bà bắt mạch cho chú. Vẫn còn yếu lắm. Dáng lên con. Hai lần nữa là hết khổ. Về sau ăn uống bồi bổ là lại khỏe lại bình thường thôi. Thế trong người thế thế nào rồi? giọng chú hiếu khàn khàn đáp lời bà tôi dạ con thấy nhẹ nhõm lắm rồi bà trong ngày cũng không còn đau đớn nhiều nữa còn thấy hơi đói bụng nữa bà tôi nghe chú nói thì cười còn mẹ và vợ chú thì đều khóc nấc lên bà ngân nghẹn ngào nói mấy tháng rồi nó không ăn uống gì cả chỉ uống được chút nước canh cầm cự thôi bây giờ nó bảo đói bà không nói tiếp nữa mà chỉ ngồi khóc Chú ấy đưa tay vỗ vai bà, làm bà càng khóc dữ hơn. Tôi thấy vành mắt chú Hiếu cũng đỏ lên rồi. Mà cháu tôi không nói gì cả, chỉ để gia đình họ khóc vậy. Bà tôi thủ thị bảo tôi. Bùa ngại cứu người, nhưng cũng hại người như thế đấy. Hại bao nhiêu gia đình vì cái lòng tham độc ác của mình. Gia đình này là người lương thiện nhiều phúc báo mới thoát nhân họa. Kẻ làm ác dù thế nào cũng phải trả giá thôi. Tôi cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật gật cái đầu. Đổi lại là bà nội mỉm cười vuốt tóc tôi. Một lúc sau tiếng khóc ngưng lại, thì bà tôi mới nói chuyện tiếp. Mới có được một lần thôi, bảy ngày sau lại quay lại nhé. Nhưng phải cẩn thận hơn đấy, nếu để cô ta biết là không có hay đâu. Bộ quần áo vừa thay ra đứng cất giặt, để nó ở ngay đầu giường ấy. Bà Ngân nghi ngờ hỏi bà tôi. Thưa, thưa, bà vẫn nói cô ta cô ta là người hại thần Hiếu sao bà tôi không lắc đầu cũng không gật đầu bà không nói gì làm bà ngân càng thêm sốt ruột cô ngọc anh kéo tay bà ngân lại bà không nói là có lý do đó mẹ đừng làm khó cho bà lúc này bà ấy mới thôi không hỏi tiếp bà tôi dặn thêm một vài thứ như là về để túi muối trên bàn thờ gia tiên hay là dặn chú hiếu phải luôn để tấm vải bà cho trên người. Mọi người về đi, bảy ngày sau nhớ tới đấy. Bà lại lén đưa cho chú Hiếu một lá bùa. Đừng để cho ai thấy cả, cứ mang trên người như thế thôi. Cả nhà ba người lại dìu nhau ra về. Đúng bảy ngày sau thì ô tô lại dừng trước ngõ nhà tôi. Lần này chú Hiếu tự đi chậm chậm, chứ không cần người đỡ nữa. Tôi lại phụ họ xách đồ cúng vào nhà. Hôm nay bà con không có khách đâu chú." Chú ấy nhìn tôi cười nói. "Vậy à, mang ngân bà con nhiều lắm." Chú ấy lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo rồi đưa cho tôi. "Cho con này." Tôi đưa tay nhận lấy rồi cảm ơn chú. Như lần trước thì chú cũng vào rồi ngồi trên phản, còn bà tôi thì đi sắp lại mâm cúng. Lần này làm lễ nhanh lắm. Cúng lễ xong xuôi thì bà tôi bảo chú nằm sấp trên thảm để bà lăn trứng gà. Bà lăn đúng bảy quả trứng trên lưng chú rồi đập ra. Quả nào quả nấy đỏ au như máu bốc mùi tanh tưởi. Tôi nghe thấy bà nội nói: "Ừ, um, đã được phân nửa rồi đấy. Lần thứ ba mới hung hiểm này. Bởi kẻ đó biết bà gỡ bùa cho con rồi, nhưng không gấp được, phải đúng ba ngày sau mới làm lễ tiếp." Về nhà nhớ cẩn thận nhé, ăn cái gì cũng phải rửa bằng muối hạt trước, không biết nó sẽ hại người lúc nào đâu. Con đừng lo nghĩ gì nhiều, rồi ác giả ác báo cả, cứ từ từ rồi sẽ tới cả thôi. Đúng ba ngày sau theo lời bà tôi thì họ tới tiếp. Lúc ấy tôi đúng lúc phải đi học, ngồi trong lớp mà cứ thấp thỏm không thôi. Tan học cái là tôi chạy ù về nhà ngay tưởng tôi bỏ lỡ ngày làm lễ cuối cùng rồi, nhưng khi về tới nhà thì đâu vẫn vào đó. Chú Hiếu và một ông nào đó đang ngồi trên trống nói chuyện với ông nội tôi. Lúc sau tôi mới biết đó là ông Việt, bố chú Hiếu. Còn cô Ngọc Anh và bà Ngân thì theo bà tôi ra vườn sau rồi. Tôi hỏi ông nội, bà làm lễ xong rồi sao hả ông? Ông nội nói, chưa, bà chưa có làm lễ, Đợi tới chiều rồi mới làm Nên cô chú ở lại để ăn cơm với nhà ta Ông làm thịt con gà rồi đấy Thích không Tôi nghe ông nói mà vui vẻ lắm Vừa được ăn thịt gà Lại vừa được xem làm lễ Chúng tôi ngồi chơi một chút Rồi và ăn cơm Xong rồi đâu đấy thì bà tôi vào phòng Xem bói rồi đóng cửa lại Bà ở trong đó cho tới tận chiều tối mới ra Bà mở cửa gọi Xong rồi Mau vào đây làm lễ không lại là qua giờ lành. Hai lần trước bà nội làm nhanh mà không nhiều quy tắc, nhưng lần cuối này bà lại làm lâu mà còn phải theo giờ nữa. Mọi người nghĩ là nghiêm trọng nên bà bảo gì là làm nấy, chứ không thắc mắc cái gì. Tôi cũng đứng ở bậu cửa nhìn bà và chú Hiếu ở trên phản, chú ấy cởi áo ngồi quỳ ở đó, còn bà tôi cũng quỳ ngay bên cạnh. Hương khói bay lượn lờ, trời tối dần nhưng phòng này không bật điện chỉ có những ánh nến lập lòe lâu lâu lại có cơn gió thổi từ đâu về làm ngọn lửa hắt hiu bà tôi đọc những chú ngữ kỳ lạ rồi bôi một thứ nước gì đó sẫm màu lên lưng chú hiếu bà đang vẽ một cái gì đó thì phải khi bà vẽ xong thì chú cũng nằm vật xuống quằn quại rên la bà tôi nhíu nhíu mày những nếp nhăn trên gương mặt bà xô lại với nhau còn muốn tiếp tục hại người hay sao?" Bà nội nói xong câu đấy, lại tiếp tục lẩm nhẩm đọc chú ngữ, rồi dùng ngón tay vẽ lên người chú hiếu những hình vẽ khác nhau. Trời tối hẳn thì bà mới làm xong. Bà vẫn lấy trứng gà lăn lên trên người chú, lần này đập ra thì hoàn toàn bình thường. Bà tôi thở phào gật đầu. Ừ, "Xong rồi đấy. Bây giờ về nhà, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe nữa thôi." muốn biết ai hại mình thì để ý xung quanh xem ai nhanh chóng lụi bại gia sản mắc bệnh lạ là biết ngài không hại được sẽ quay về ăn chỗ nó bùa cũng quật lại thôi bà ngân đứng ở góc ấp ống hỏi bà tôi vậy vậy làm thế nào để không bị bỏ bồn nữa đây hả bà bà tôi đáp cái này nó là kiếp nạn trong mệnh của mỗi người rồi cần tới thì sẽ tới đâu thể biết được ai đó có lòng dạ dắp tâm hại mình đâu. Làm người đàng hoàng, không trái với lẽ trời, thì đều sẽ có phước báo gặp được quý nhân mà tai qua nạn khỏi. Thôi, đừng quá lo sợ mà suy nghĩ nhiều. Mọi người nghe bà nói thì đều gật đầu. Bà đưa cho cô Ngọc Anh một cái bình xứ bảo. Đêm nằm ngủ, xòa dưới gan bản chân cho cậu ấy. Giúp lành vết thương bị ngại ăn đấy bà còn cho một lá bùa để bình an về tới nhà tôi cùng ông bà nội nhìn theo chiếc ô tô khuất dần sông màn đêm rồi mới vào nhà bà tôi mới kể khi đang làm lễ thì người kia lại sai bùa ngải tới quấy phá muốn bắt chu hiếu đi rõ ràng không phải người chuyên luyện ngải nhưng lại có năng lực thế này thàm làm sân si oán hận đúng là đáng sợ nó tạo ra một con quỷ dữ những ngày sau đó bà tôi vẫn xem bói, rồi đi cúng bình thường. lâu lâu lại có người tìm tới bà nhờ gỡ bùa này kia. Khi tiếng ve kêu dâm gian là tôi bắt đầu kỳ nghỉ hè. Bố mẹ tôi điện thoại về hỏi tôi có muốn lên chỗ họ chơi mấy tháng rồi hè về hay không. xa bố mẹ lâu ngày tôi đúng thật là rất nhớ họ, nhưng tôi lại không nỡ xa ông bà. Sau cùng tôi vẫn quyết định ở lại chứ không lên chỗ bố mẹ tôi vẫn thích nghe những câu chuyện của bà hơn. Có hôm tôi đang ở ngoài đồng lội sình bắt cá, mà trời thì nắng trang trang. Trên đường vang tới tiếng còi xe ô tô. Tôi và lũ bạn vội ngước lên xem. Tôi nheo nheo hai con mắt vì nắng chói thì thấy chú Hiếu đứng bên cạnh xe vẫy tay gọi tôi. Thiệt ơi, lên đây. Tôi co giò chạy lên bờ trong ánh mắt ngỡ ngàng của lũ bạn, vui vẻ chào hỏi. Chào chú Hiếu ạ, à? chú khỏe lại rồi sao? Chú gật đầu bảo ừ, rồi nhìn tôi trách. Trời đáng muốn nẻ ở đâu, còn không đợi mũ mà lội sinh. Nhìn con toàn buồn với đất kìa. Lên xe, theo chú về nhà gặp bà con đi. Nghe bảo được đi ô tô thì tôi vui lắm, định bò lên ngồi. Nhưng nhìn mình dơ hầy, sợ bẩn xe chú, mà cũng sợ bị bà mắng nên nói vội. Chú đợi con một lát nhé, con rửa tay chân đã, nếu không bà đánh bông con. Tôi chạy xuống chỗ mương nước lội cho sạch bùn đất rồi mới chạy lên xe. Ngồi trong xe rồi tôi mới thấy cô Ngọc Anh cũng ở đây nên vội chào cô. Cây cối, đường xá rồi ruộng đồng lôi dần ngoài cửa kính. Chả mấy chốc chúng tôi đã tới nơi. Cửa ngõ mở toang ra, còn bà tôi đang cột lại cái giản mướp. Thấy tôi theo cô chú về thì ngạc nhiên lắm. Cô chú mang theo nhiều quà lắm, toàn là bánh kẹo cho tôi. Tôi thấy một cái phong bì để trên bàn, bà nội nói Quả bánh thế là được rồi, tiền thì mấy đứa cất đi, bà không có nhận đâu. Cô Ngọc Anh định nói gì, nhưng chú Hiếu cản lại. Thôi, thế bà không nhận thì thôi ạ, à? sau này bọn con sẽ thường tới thăm ông bà và cháu. Bà tôi cười nói ờ đến cho vui cửa vui nhà. Người lớn trò chuyện dù nghe không hiểu, tôi vẫn cứ ngồi nghe hồi sau chú hiếu nhắc lại chuyện khi trước nhờ lời bà nhắc con về để ý xung quanh giờ thì con đã biết ai hại mình rồi có phải bà đã sớm biết là ai rồi không ạ à? bà tôi bảo ờ à, ngày đó bà đã biết kẻ kia mang tù hành ghen tỉ sâu nặng là mệnh nữ nghe vợ con kể chuyện thì cũng đoán được phần nào rồi chú hiếu thở dài ê thật không ngờ cô ta cố chấp đến mức đó rõ ràng là bản thân mình sai. Bà tôi hỏi, thế làm sao mà con biết là nó? Lần này thì cô Ngọc Anh trả lời bà. Từ sau khi bị chồng con ngả bài thì cô ấy bỏ đi nơi khác. Thời gian đó bọn con không để ý cô ấy đi đâu. Sau này nghe bạn bè bảo là ở thành phố khác mở xốp quần áo mỹ phẩm này kia. Nghe nói làm ăn rất được. Cũng ngạc nhiên lắm bà. Chỉ mới có mấy tháng mà phất lên như diều gặp gió ấy. Bà nội nói, ra là từ đó đấy. Không biết ai chỉ cho mà biết đến ngón kia. Đi bẫy người ta đem tài phú về cho mình. Còn thuốc độc này nuôi là nó như thế. Dạ phải. Sau này bọn con nghe ngóng mới biết được đợt đó nhiều nhà buôn bán lỗ vốn. Trong nhà bệnh tật toàn là những nhà cạnh tranh làm ăn với chân cả. Chú Hiếu kể thêm. Lúc con giải được bùa rồi thì để ý rất kỹ. Những người quanh con không ai bị làm sao cả. Thời gian sau đó, nghe bạn bè nói chuyện mới biết là tình hình cô ta như vậy. Thua lỗ thì không nói, còn bị người ta đến nhà bắt kèn đánh đập. Nghe bảo, vào trong nhà mới thấy một gian phòng cháy đen, có cái khu sành to lắm bà. Chân thì bỏ trốn đó mà chạy về bên này. Tiếp đó thì bị bệnh, như bà nói thì có lẽ là bị ngải vật đó. Có giọt sùi bọt mép, lờ lớt khắp người. Giờ vẫn còn sống nhưng mà thân tản ma dại. Gia đình vừa chăm chân, vừa phải trả nợ bà nội thở dài. Là do kinh nghiệp ác thôi. Kinh nghiệp thì phải trả. Mình không trả thì con cháu thân nhân mình trả. Bùa ngải là gây gớm chỗ đó. Hại người rồi cũng hại mình. Không làm hại được ai bị nó quật lại thì mình chết. Mà huyết thống liên quan tới mình cũng bị vạ lây theo. Chỉ là ta tò mò một đứa con gái thành thị. Sao biết đến nuôi ngải lại còn làm bùa chú ít ải biết đến không ai trả lời hay nói gì cả một lúc sau chú hiếu nói nghe vợ con kể là phải có tóc và móng tay của con rồi ngày tháng năm sinh mới làm bùa được hồi quen nhau biết ngày sinh thì không nói rồi nhưng mà sau đó con cũng không qua lại gặp gỡ gì đâu thể nào bị lấy những thứ đó mà không biết được bà tôi nói không gì là không thể đâu con những thứ vô hình nó như thế con tưởng rằng mà tỉnh táo nhưng đôi khi chỉ là con nghĩ như vậy thôi bố ngày một phần là do con người một phần là do bản thân nó đã bị ẩn rồi à, Vâng chắc thế chuyện qua lâu rồi trong lòng có nút thắt không gỡ được lại khó chịu bà tôi nghe chú nói thế mới khuyên thôi khó khăn lắm mới thoát ra được đừng nghĩ về nó nữa con ạ à. Vâng con xin nghe theo lời bà dạy cả hai cô chú ở lại nhà tôi ăn một bữa cơm rồi mới về từ đó thỉnh thoảng cô chú lại tới chơi nhà mua bánh kẹo và chuyện tranh cho tôi trong gian nhà nhỏ của bà tôi vẫn nghi ngút khói hương những tiếng than khóc van lơn và cả tiếng bà tôi đọc văn khấn giải lễ mọi thứ in hẳn trong ký ức tôi cho tới khi trưởng thành khi bà tôi một bộ mo đã già đi để tôi thành người kế nghiệp bà ánh nến trong gian nhà nhỏ chưa bao giờ tắt để nói về chân một cô gái ngoài xinh đẹp nóng bỏng ra thì còn là thông minh và tham vọng khi chân học đại học thì đã có rất nhiều người theo đuổi vì cô ta xinh đẹp và giỏi giang nhưng cô muốn nhiều hơn nữa khi gặp hiếu cô đã biết cô muốn người con trai này rồi anh học giỏi tính tình tốt và đặc biệt là gia cảnh tốt bố mẹ anh đều làm kinh doanh gia đình khá giả đặc biệt khi hiếu đi du học cô đã thề phải nắm chặt người này trong tay. Vậy nên là dù xa cách thế nào, cả hai vẫn mặn nồng lắm. Hiếu đi du học, còn chân thì đi làm luôn trong công ty mình từng thực tập. Và ở lại căn chung cư Hiếu đã ký hợp đồng thuê mấy năm. Một cô gái trẻ xinh đẹp đầy tham vọng, bước chân vào đời đã bị cái hào nhoáng ấy hấp dẫn. Hoặc chân biết rõ điều ấy nhưng vẫn xa và vũng lầy. Cô sinh viên mới ra trường đánh đổi tương lai bằng cách qua lại với cấp trên của mình cô đương nhiên không muốn bước vào gia đình người đàn ông ấy chân muốn danh vọng và một cuộc đời phú quý hạnh phúc hiếu sẽ là người đồng hành với cô ta vậy nên bất chấp mà lén lút với người khác khi bạn trai đang ở nước ngoài mọi thứ vẫn êm đềm như thế cho tới khi hiếu đã về nước một thời gian vợ của người đàn ông kia phát hiện ra rồi báo cho hiếu bao biện đủ điều cũng không thể giữ chân hiếu lại chân yêu hiếu lắm trong mắt cô ta thì hiếu thuộc về mình nghĩ rằng anh đang tổn thương nên cô ta quyết định buông lơi một thời gian rồi sẽ quay lại vì cho rằng bao lâu nay đã hiểu rõ con người hiếu rồi phần cũng là để tránh người vợ đó tìm đến gây rắc rối cho mình chân chọn đi du lịch vì vù khắp nơi một thời gian tới khi trở về tìm hiếu thì anh đã cưới vợ rồi nhưng cô ta không cho rằng điều này quan trọng có vợ hay không cũng vậy thôi dù sao thì cũng đã từng qua lại với đàn ông đã có gia đình rồi. Nhưng Trần đã hiểu sai, hiếu từ chối, thậm chí khiến cô ta không ngẩng nổi đầu để nhìn ai nữa, anh đã nói. "Cô ích kỷ và độc đoán, khi còn quen cô, tôi đã biết rõ, nhưng tôi yêu cô và nó không ảnh hưởng gì cả, nên tôi bỏ qua. Nhưng cô quá đáng lắm, cô không tôn trọng ai hết, cô chỉ biết tới lợi ích bản thân cô thôi." Tự ngẫm lại đi. Cô thực sự yêu tôi à? Chân không hề thấy xấu hổ khi nghe anh nói điều đó. Cô ta chỉ cảm thấy giận dữ và ghen ghét, căm thù tới tận xương tủy. Hận hiếu và vợ anh một cách vô lý đến vặn vẹo. Cô ta rời khỏi nơi đó với sự căm thù. Lòng chỉ nghĩ đến hủy hoại cuộc sống cặp vợ chồng trẻ. Nhưng chỉ cần cô ta làm liều thì cuộc đời cô ta coi như xong. Kẻ độc ác thường tỉnh táo đến như thế. Phải rồi thư đó Có ai nghĩ được đến thứ đó đâu Trong phòng khách sạn kéo ghế rèm cửa Trần nghĩ tới gì đó rồi nhếch miệng cười đặc ý Cô ta thu dọn hành lý Rồi rời đi ngay lập tức Tới một nơi mà cô ta từng đi qua lúc trước Nơi đó là một vùng quê nhỏ Ở dưới chân núi Trần gặp lại người đàn bà ngày trước Bà còn nhớ tôi không Tôi từng xin bà bùa cầu may đấy Người đàn bà đầu tóc vấn cao híp mắt nhìn cô. <laughs> tôi quên cô làm sao được. Một cô gái xinh đẹp, nói lời dịu dàng, nhưng bụng thì đẩy dao găm. Chân cười cười. <cười> là tôi đấy. Bà giúp tôi một lần nữa nhé. Chân bày tỏ mục đích mình tới đây cho người đàn bà ấy. Bà có thứ buồn nào như vậy không? Rất nhiều là đằng khác. Nhưng cô sẽ thấy đủ sao? Chân bị ánh mắt người đàn bà làm cho kinh hãi Như là bà ta đã nhìn rõ những suy nghĩ trong lòng cô ta Ý của bà là gì? Người đàn bà ấy cười cười, <cười> Cô là một linh hồn đẩy sự đen tối Lòng tham và sự ác độc của cô không dừng lại trên một người Như bị nói chúng tìm đèn Nét mặt Trần thoáng lộ vẻ bối rối Nhưng cô ta không tức giận vì biết không thể chọc vào người đàn bà này Cô ta thừa nhận những gì bà ta nói là đúng Phải Bà muốn đưa cho tôi thứ gì à Người đàn bà ấy nở nụ cười Giọng cười khò khè nghèn nghẹn trong cổ họng già nua <laughs> Tôi sẽ dạy cho cô cái này Sau đó cô muốn gì Cũng sẽ không cần quay lại đây nữa Đi theo tôi Mặt trời ngả về đằng Tây Rồi khuất dần sau triển núi bóng chân mở dần trong căn nhà lụp sụp. Sau khi trở về từ thôn làng ấy, thì chân thay đổi hẳn, không còn qua lại với ai. Việc làm ăn thì mua mày bán đất, ai dở trò với cô ta thì ngay hôm sau một thì gặp tai nạn, hai là gặp điều tai tiếng. Thấy đã ổn thỏa rồi ngay lập tức, Trần nhớ tới Hiếu, cô ta quay lại chỗ Hiếu nhưng lại không lộ mặt mà theo dõi anh. Tới một hôm thấy công ty Hiếu có liên hoan Anh uống say rồi ngồi đó đợi vợ tiên đón về Chân vội lẻn vào lấy tóc với móng tay anh rồi rời đi trước khi Ngọc Anh đến Thời gian về sau cô ta cũng thường để ý chuyện của Hiếu Càng nghe càng làm cô ta đắc ý Mắt vần cả tơ máu Gương mặt cười đến vặn vẹo Cô ta ngồi trong căn phòng với tường sơn màu đỏ Cả căn phòng chỉ có một cái bàn thờ ánh sáng duy nhất là từ ngọn nến trên cái bàn thờ ấy. Một cái hũ màu đỏ gạch đặt lên một con rối bằng rơm. Trong hũ là một con gà đã chết đang phân hủy, như là có gì đó rỉa à, thịt. Rất nhanh, chỉ còn một bộ xương gà nằm trong hũ. Tới khi thứ trong hũ ăn xong rồi, thì chân mới lấy con rối bằng rơm xuống, không ngừng dùng kim liên cuồng đâm lên nó. <laughs> Anh bảo, tôi ích kỷ độc đoán à tôi cho anh sống không bằng chết ở một nơi cách cô ta xa hiếu cũng đang vì từng nhát kim đâm ấy mà đau đớn quằn quại xương thịt như bị gặm nhấm từng chút một mọi chuyện chỉ kết thúc khi hiếu được bà cụ tứ giải bùa cho căn phòng bí mật của chân đột ngột bốc cháy trong ánh lửa bập bùng chỉ còn tiếng la hét lạnh lẽo nhưng khi nhìn vào thì chẳng có ai cả. Nơi thôn làng dưới chân núi kia, người đàn bà khẽ nở nụ cười, đưa ánh mắt thòm thèm nhìn về phía cửa. Phải thế chứ? Cái linh hồn độc ác ấy vừa vặn đút no huyết ngải của ta rồi. <laughs> Thưa quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác anh chị em thân mến, Chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc chuyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong không giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio chúng ta hãy nhớ truy cập vào nghe audio.net ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, chuyện trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn ngay bây giờ thì thời lượng phát sóng chương trình ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai. Thân mến chào tạm biệt.